đây đây là biển này. Nơi là họ thờ tự đó, thờ tự ông bà ngày xưa đi vượt biên rồi là cái này niệm Phật được rồi, đẹp như vậy đường Lộc nè, đây mới là thành phố Ma nè, đó thấy không, đó đó thấy đẹp chưa, nhìn nè, nhìn Long Mộ đâu đây mới giờ dữ dằn nè bà con. Nữa xuống dưới kia mới dựng nữa kìa, mua dưới mới dựng nữa đó. À, xuống đây nè, xuống dưới đây mới đẹp lên nè, nè đó đó đây. Ồ ôi nó làm giống như là một cái gì luôn mà thêm cái lăng mộ dưới đây nữa. Đây từ Cemetery Town nói sao đây, lăng mộ phố lăng mộ Tom Town. Đây bên đây cả nữa nè, trời ơi nó làm ông bà nó làm, trời ơi quá dữ luôn, quá dữ luôn kìa. Ơi thấy không, cái này anh thấy cái bên đó không, trời ơi có mấy con rồng nữa, mấy ghê nữa chứ, trời ơi. Wow, chưa thành phố Ma là chưa tới, bây giờ quẹo trái.